Là một trong những xã đầu tiên thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay bộ mặt nông thôn xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên ngày càng khởi sắc. Thành quả đó không chỉ thể hiện sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền mà còn là ý thức trách nhiệm của mỗi người dân. Bước vào xây dựng nông thôn mới, khi đó xã Tân Phong mới đạt 5 trên 19 tiêu chí. Địa phương gặp rất nhiều khó khăn thách thức. Để tháo gỡ khó khăn, thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, Tân Phong đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng tình ủng hộ của người dân. Với tổng mức đầu tư trên 80 tỷ đồng, cùng với sự đồng thuận của nhân dân, đến nay xã đã cứng hóa 100% đường giao thông trục xã, trục liên xã. Các đường trục thôn, đường ngõ xóm được xây dựng khang trang sạch đẹp. 8 trên 8 thôn dân cư có nhà văn hóa đảm bảo yêu cầu. Hệ thống cơ sở vật chất trường học được trang bị đầy đủ. 100% các trường học trên địa bàn xã đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, học tiếp trung học phổ thông, bổ túc trung học, học nghề đạt trên 90%. Trong những năm gần đây thì trường trung học cơ sở Tân Phong có những điểm mới, đặc biệt là về chất lượng đại trà. Kỳ thi khảo sát theo mẫu của tỉnh, trong 2 năm liền đây, trường trung học cơ sở Tân Phong đều đứng ở top đầu. Đặc biệt là năm học 2015-2016, khối 8 của nhà trường đã đứng ở vị trí thứ 9 trên hơn 150 trường trên toàn tỉnh. Đây là thành tích rất là cao và cũng góp phần xây dựng cho sự phát triển của ngành giáo dục xã nhà cũng như ngành giáo dục huyện Bình Xuyên. Cùng với quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, Tân Phong đặc biệt chú trọng đến phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Thời gian qua, địa phương đã triển khai thành công nhiều mô hình sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người từng bước được nâng lên, từ 24 triệu đồng năm 2011 tăng lên trên 31 triệu đồng một người một năm. Đời sống tinh thần được nâng lên, an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững. Nói chung bộ mặt nhân dân thì rất là phấn khởi, nhân dân cũng có nhiều cái là đổi mới rồi đấy. Rồi là nhà cửa cũng là khang trang, sạch đẹp, đường làng ngõ xóm là sạch đẹp. Các cái cuộc sống của nhân dân có nhiều cái đổi thay. Các cái phong trào văn hóa văn nghệ rồi các cái đóng góp của nhân dân trong thôn Liên Định là đều là chấp hành và ủng hộ đóng góp đầy đủ. Để duy trì và nâng cao chất lượng 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, Tân Phong sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực để thực hiện các hạng mục còn lại. Địa phương thì xác định đây mới chỉ là cái bước đầu trong cái công tác xây dựng nông thôn mới. Vì là trong những năm tiếp theo, cái nhiệm vụ còn hết sức lặng lè. Cụ thể như là có rất nhiều những cái tiêu chí động cần phải giữ vững và phát huy. Bên cạnh đó là hoàn thiện một số những cái tiêu chí mà chúng ta vẫn còn chưa hoàn thành triệt để. Cụ thể như là tiêu chí về thu nhập, tiêu chí về an ninh trật tự, tiêu chí về môi trường và một số các cái tiêu chí về giao thông nông thôn nội đồng. Những kết quả đạt được từ công tác lãnh đạo trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở Tân Phong đã từng bước tạo cho nhân dân niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, khơi dậy tính tiên phong của cán bộ đảng viên. Với giải pháp đề ra sát, đúng, phù hợp với thực tế của địa phương, sẽ là nền tảng quan trọng để Tân Phong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, từng bước xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh văn minh.